Chào mọi người, hôm nay mình làm cái món bánh chu xe. Mọi người, chu xe gồm có những thành phần này ha. Thì bắt đầu mình ngâm đậu, khoảng cỡ chừng 30 phút, rồi bắt đầu mình xay lá dứa. Lá dứa mình đã cắt sẵn rồi, mình xay lá dứa để mình lấy cái nước để mình làm cái lớp áo bên ngoài của bột nha mọi người, còn vỏ bánh. Rồi bây giờ bắt đầu mình làm cái nước màu thanh long nha mọi người. Long mình làm cho nó nhuyễn ra đi, mình ép mình lấy nước. Bắt đầu mình làm vỏ bánh nha mọi người. Vỏ bánh thì mình lấy 150g bột và pha với 100ml nước nha. Nước này mình pha chung với lại lá dứa rồi nha mọi người, đánh cho nó tan ra hết nha. Rồi bắt đầu mình cho cỡ chừng 50g đường nha mọi người. Bắt đầu mình quậy đều lên để cho nó tan, đánh cho nó đều lên để lúc mình làm vỏ bánh nó thơm ngon ha. Rồi bây giờ mình đập trái dừa ra để mình lấy cái cơm ha. Cái cơm mình bào sợi 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 nhỏ nhỏ để mình bỏ lên cái bánh, vừa làm phần nhân và vừa làm phần lớp áo bên ngoài. Rồi mình lấy cho mình cái đồ bào ha, đó mình bào sợi 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 nhỏ nhỏ nha, đừng có bào sát quá nha mọi người. Nếu mình bào sát quá nó sẽ ra cái lớp vỏ bên trong hơi đắng đắng, làm cho cái bánh không ngon. Giờ bắt đầu mình bỏ một ống vani vô nha mọi người. Rồi mình lấy một ít dừa bào sợi nha mọi người, mình đổ vô. Bắt đầu mình quẩy lên ha. Lớp bột mình quẩy xong, bắt đầu giờ mình nấu lên ha. Mình nấu mình quẩy sánh lên. Rồi giờ mình quẩy lên, mình để bếp lúc đầu lớn hơn một chút, sau từ từ bắt đầu mình quẩy. Khi nào cảm thấy mà nó hơi cứng á, hơi cứng ở lớp dưới á, là mình giảm nhỏ lửa lại nha mọi người. Rồi mình cứ quậy đều tay là được. Nhớ là nó hơi sánh, bắt đầu mình giảm nhỏ lửa lại. Có những dừa kia trên lớp mặt trên mọi người thấy không, mình quậy à, thấy không mọi người, đó mình quậy hoài vậy đó. Vậy phải đều tay để cái bột nó hơi chín rồi bắt đầu mình làm được, rồi chứ không để cái bột nó rất là mềm. Mình đã thành công rồi đó mọi người. Bắt đầu giờ mình vô cái bánh nha. Rồi tiếp tới bây giờ mình làm cái món nhân sầu riêng. Mình dầm cái sầu riêng ra, giờ bắt đầu mình nấu cái đậu xanh thấy không. Nồi bỏ vô nồi đậu xanh nấu đó, mình đánh cho nó tan ra. Rồi đậu xanh nó nở rồi, mình bắt đầu mình cho ít nước cốt dừa vô mọi người thấy không, cho nó thơm. Giờ bắt đầu tới lá chuối nha mọi người. Lá chuối thì mình cắt ra cỡ chừng khoảng 3 đúc tay đi ha, là để mình cắt cái vòng tròn ở lớp dưới bánh đó. Đó cứ cỡ đó là được rồi, mọi người cứ tước như vậy đó. Xong rồi mình cắt vòng tròn lại, rất là dễ nha. Giờ bắt đầu mình làm cái vỏ bánh bên ngoài nha. Vỏ bánh ngoài thì mình lận cho nó ra cái mặt nó bóng mịn. Rồi bắt đầu mình bỏ cái nhân vô, cuộn lại. Cuộn lại làm sao cho nó đừng có rớt cái lớp nhân bên ngoài, bên trong ra nha mọi người. Đó. Rồi bắt đầu mình chuẩn bị lá chuối mình bỏ lên ha. Rồi thoa lên miếng dầu cho nó bóng thôi. Lớp chuối mình cũng thoa lên luôn nha mọi người. Rồi. Thì cái bánh sau này mình cũng làm y chang vậy, chỉ nó khác cái màu thôi, cái màu của trái hành long đó mình cũng lợn vậy đó. Cái lớp bột sau mình làm nó hơi nhão hơn một chút, rồi nó hơi dính. Rồi bánh đã chín rồi, bắt đầu bỏ ra dĩa mọi người thấy không, mình không có cái nồi hấp nên cái mình màu lấy cái nồi bên trong mình hấp sang mọi người. Của đậu xanh nhìn đẹp, có gì mình nấu đó nha mọi người, tuyệt vời.
mọi người, giờ mọi người thử cái bánh thành quả của mình làm ra nha mọi người. Đây, dễ thương không? Màu lá dứa. Trong đậu xanh này nó có đậu xanh sầu riêng đó mọi người, thơm quá trời. Và bên ngoài nó có một ít dừa. Và bây giờ tới mình ăn thử cái bánh mà mình làm bằng màu của trái thanh long nha mọi người. Thì nó cũng y chang như vậy thôi, nhưng mà cái màu, cái mùi của nó thơm. Ngon. Dừa, dừa sợi sợi mình bào vô. À, tới cái màu, mọi người biết màu gì không? Dưa hấu. Ngon. Bye bye mọi người nha.